phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Hàng năm, cứ đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đầy nghĩa tình nhằm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, như tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh. Ghi nhận tại thành phố Đà Lạt, hiện nay thành phố có hơn 3.500 người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1.700 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong 5 năm qua, thành phố đã vận động đóng góp quỹ xây dựng đền ơn đáp nghĩa gần 2 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, cấp đất ở, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và miễn giảm tiền sử dụng đất cho hơn 50 hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố Đà Lạt có hai mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, đều được các cơ quan đơn vị nhận chăm sóc phụng dưỡng đến cuối đời. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2022, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã thực hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp cho các trường hợp với tổng số tiền là 17 tỷ đồng. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho đối tượng người có công trên địa bàn thành phố, các gia đình, thân nhân của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thành phố cũng đã có nhiều chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả trong thời gian vừa qua trong lĩnh vực về thực hiện các chế độ chính sách. Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 40.000 đối tượng chính sách. Hàng tháng, ngành chức năng của tỉnh đã chi trả trợ cấp cho gần 9.000 đối tượng, đồng thời chi trả định suất và trợ cấp trên 200 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2017 đến nay, đã xây dựng và sửa chữa được 1.003 căn nhà. Chỉ tính riêng trong năm 2021, toàn tỉnh đã vận động được 1,9 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà tình nghĩa. Với sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng được nâng cao. Các chế độ chính sách cho người có công được thực hiện đảm bảo, đúng quy định và kịp thời. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công, phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được đẩy mạnh, thể hiện tình cảm sâu sắc, trách nhiệm của tất cả người dân đối với các gia đình có công với cách mạng. Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhất là cơ sở của địa phương, thì năm nay bước vào cái nhân dịp kỷ niệm 27 tháng 7 thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương thì cũng đã đến hỏi thăm rồi động viên thăm hỏi, nhất là vợ chồng già chúng tôi thì năm nay cũng đều mang bệnh tật của cái bệnh hiểm nghèo rồi. Thế nhưng mà đối với đối tượng chính sách thì từ chính quyền địa phương, thôn, xã thì đều đến hỏi thăm và động viên, và nhất là trong cái lúc bệnh tật ốm đau như thế thì lại càng quan tâm hơn nữa. Đấy, thì đối với gia đình cũng tạo điều kiện cho cái không khí sinh hoạt nó cũng rất đầm thắm, vui vẻ, và để tưởng nhớ lại đến cái ngày của những năm tháng đồng đội và anh em đã hy sinh công hiến thì chúng tôi rất biết ơn thì sự quan tâm của Đảng và chính quyền cũng như chương trình. Công tác đền ơn đáp nghĩa là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh tính mạng hoặc một phần xương máu hiến dâng cho độc lập tự do của dân tộc. Người Việt Nam ở đâu cũng mong mỏi hướng về cội nguồn, nơi tổ tiên, ông bà và cha mẹ sinh ra và lớn lên, nơi mà biết bao người con đã ngã xuống vì cuộc sống hòa bình. Chảy trong huyết quản mỗi của người Việt trong thế hệ hôm nay là niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống đấu tranh và nâng cao ý thức trách nhiệm với cội nguồn, cùng Đảng và Nhà nước, chính quyền ra sức chăm lo cho gia đình có công với cách mạng. Phòng Thương binh Xã hội với cái ngành tham mưu cho Ủy ban tỉnh thực hiện các chính sách người có công đã thường xuyên vận động, quyên góp, ủng hộ quỹ đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa và vận động các phong trào đền ơn đáp nghĩa và tổ chức gặp mặt đối tượng có người có công nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để dân tộc Việt Nam giữ chọn đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với công lao của các thế hệ đi trước, nhớ về những ký ức đau thương để thêm trân trọng nền hòa bình đang có, nhớ về những mất mát để thêm nâng niu những thành quả của ngày hôm nay, để nhắc nhớ các thế hệ tiếp nối về trách nhiệm trước những hy sinh anh dũng của hàng vạn con người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang được thực hiện khá tốt, góp phần đền đáp một phần những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.